Sáng nay, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 78 học viên lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 3 năm 2023. Trong thời gian tham gia khóa học, học viên đã được học tập nghiên cứu nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng và đường lối chính sách của Đảng Nhà nước Việt Nam, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý, thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương và kiến thức bổ trợ. Khóa học giúp học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, đồng thời cập nhật, cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước, vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác, nâng cao năng lực xử lý, giải quyết các nhiệm vụ được giao tại cơ quan đơn vị, nâng cao hơn nữa phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên, góp phần vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới và nâng cao năng lực tổ chức nhiệm vụ cho học viên. Trường Chính trị tỉnh đã trao bằng tốt nghiệp cho 78 học viên, trong đó có 29 học viên xếp loại giỏi, 49 học viên xếp loại khá, khen thưởng cho 7 học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.